29 Hà Nội chào anh em. Xin chào. 29 Bịt Xịn Hà Nội xin chào. Xin chào tất cả quý vị anh em làng cây. Nay tôi về chiều khúc vừa diễn TikTok. Vừa đi tám luôn sân bạc anh em nhá. Vừa ngắm cây. Bây giờ thì diễn xong rồi. Bây giờ đi ngắm cây nhá. Một tác phẩm kinh điển của chiều khúc Khổng Tước Hạ Sơn. Mời anh em ngắm. Hôm nay Caramen sẽ nhờ anh Hợi chiều khúc. Thấy bộ đồ ngầu. Cả nhà thấy cái bộ đồ ngầu không? Đủ luôn. Diệu. Xin chào sếp. Đúng phong cách thưởng lãm mà, uống rượu ngắm cây. Bầu như chẳng có gì. Không có phùi. Không đợi. Rượu không có gì hết. Uống được rượu để em nọc để cháu nó uống. Cháu uống không à? Cây đẹp không? Không tin tao. Phải nói là đứng trước những cái tác phẩm mà đẹp quá là mình cũng phải diễn cái phong cách nó phiêu phiêu một tí. Tác phẩm Khổng Tước Hạ Sơn của anh em Triều Cúc. Cái này là của Đạt anh nhỉ? Của Đạt đấy. Vâng, của em Đạt. Triều Cúc là một cái xanh tạo thác theo lối cổ. Cổ chiều khúc luôn. Đấy, nhà xem cái tác phẩm này đặt cái tên là Khổng Tước Hạ Sơn vì theo giải nghĩa lý giải của anh em là tác phẩm này lần đầu tiên gọi là ra mắt công chúng. Nó giống như gọi là Khổng Tước ấy, lần đầu tiên xuống núi. Đấy, Khổng Tước Hạ Sơn. Một con chim Khổng Tước lần đầu xuống núi ra mắt làng cây, đặt tên là Khổng Tước Hạ Sơn. Tác phẩm ngồi trên đá, một cái xanh cổ tạo tác theo lối cổ và là phong cách của người Triều Khúc. Người Triều Khúc có những cái phong cách rất đặc biệt. Đó là một dạng không tương đối là to, cấu trúc của cây rất là chặt chẽ, nhưng mà nó đủ cái độ thông thoáng khi mà chúng ta nhìn ở tất cả các mặt đều nhìn thấy được đường nét rất là chi tiết của cây. Đó, phô diễn được hết tất cả đường nét cổ. Có thể phong cách thì nó hơi Trung Quốc một chút. Thế nhưng mà đây là theo phong cách cá nhân. Thế vì cái đầu nó chọc quá. Mình trước đây cũng định làm thước phim về ẩm thực Lương Sơn Bạc, nên là sắm cái bộ đồ này để thỉnh thoảng đi diễn. Thì hy vọng là sau này các chương trình của làng cây mình được đi thể hiện cái phong cách hay. Nhưng mà đặc biệt là ngắm cây này, thích lắm. Tác phẩm quá quý luôn của Triều Khúc, của anh em Triều Khúc. Hôm nay được chia sẻ lên cho cộng đồng quý vị anh em. Lâu lắm rồi thì hôm nay về Triều Khúc lại được chiêm ngưỡng tác phẩm vào cái thời điểm mà mới cắt dăm, sửa dăm. Cây đạt được một cái độ hoàn thiện rất là cao, thể hiện trên đường nét bông rất là mịn, dăm rất dày. Bố cục cây chặt chẽ về mặt thân pháp, rồi là về mặt xử lý không gian, nhưng mà nó vẫn phô diễn được cái sự phiêu lãng bay bổng, một cái gì đó nó rất riêng của Triều Khúc. Đấy, chi cái thân nó chạy rất là mềm mại, kết hợp với lại hệ thống bệ đá cực kỳ là chặt chẽ, cái hệ thống rễ nó bám hòa quyện với bề đá. Đấy, có những cái hệ thống bệ mà được anh em tạo tác tạo cái tăng cái độ tươm hốc tác phẩm đấy này, và tăng Khổng Tước Hạ Sơn Lỗ Sư Đệ. Em ngày xưa em định làm cái ẩm thực Lỗ Sư Đệ, ẩm thực Lương Sơn Bạc ấy để diễn, nhưng mà nó vì là cái điều kiện thời gian thì không có, là bây giờ chuyển sang là để diễn các làng cây. Vừa hôm qua mới đi Bát Tràng tìm mãi mới được 10 cái bát,
Năm ngoái mua được có 6 cái thì vỡ hết. Uống rượu và say nhiều và đập hết. Cứ thế này. Đây này. Đây, đây là diễn. Nó mới say là nó mới vỡ hết bát. Nó này là thửa đem được cả chum. Cây nghệ thuật nó cũng giống như là con người, khi mà chúng ta ở một cái bộ môn nào đấy thôi, thì bất kỳ một cái bộ môn nào nó cũng cần được cái nét nghệ thuật, có cái sự phiêu bay bổng. Thưởng lãm nghệ thuật nó cũng phải ở một cái gì đó, nó phải tự do tự tại, ung dung tự tại, nó phải là sướng sướng một tí. Đây, xem nó mới đã đời. Cái giả kinh khủng, hệ thống bệ rễ rất là đẹp, tác phẩm quả thật là rất quý. Chúc mừng em Đặng và chúc mừng những người Triều Khúc đã tạo tác nên cái tác phẩm quả thật là rất đẹp như thế này. Và hy vọng rằng là tác phẩm Khổng Tước Hạ Sơn sẽ tỏa sáng trong thời gian tới. Đấy, một cái thành cổ thực sự cổ già kinh điển. Rượu nhiều quá. Hôm nay có tí men, tí rượu rồi. Có gì đấy mong anh em thông cảm nhá. Hoàng Đình Thiệp thích cái phong cách như thế này. Đấy, làm đẹp cho mặt mẹ. Xay. Rất tuyệt vời. Rồi. Nhân cái dịp về Triều Khúc, chia sẻ cho quý vị tác phẩm Khổng Tước Hạ Sơn ở mọi góc nhìn đều đẹp. Và Hoàng Đình Thiệp thật sự rất trân trọng, rất là ngưỡng mộ người đã tạo nên tác phẩm này và ghi nhận đây là một tác phẩm quý đối với lại Hoàng Đình Thiệp. Đẹp xấu quý vị tự cảm nhận nha. Hãy thưởng lãm nghệ thuật đúng phong cách say bay. Là sảng khoái lắm, đời là cần gì nhiều tiền đâu, cần gì phải đi ghê gớm đâu, như này là sướng rồi. Rồi, chia sẻ với quý vị tác phẩm Khổng Tước Hạ Sơn của em Đạt Triều Khúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha. Rồi, xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Đã tặng kịp thời tặng cho coi như đạo diễn Hoàng Lịch một bài thơ. Vâng ạ, đọc cho em xin ạ. Duyên tình gặp gỡ vườn cây, chú em đạo diễn máy quay tít mù. Vâng. Nhờ anh viết mấy câu thơ nâng tầm đạo diễn và phố thân hình, Xá Tăng mới thấy khiếp kinh, nhưng mà hiền dịu tính tình dễ thương. Sông pha trên khắp lẻo đường, dựng phim chụp ảnh người thương người chờ, xây cho tê thắm ước mơ, tạo cho cuộc sống tuổi thơ yên bình. Trăm năm thiên hữu duyên tình, anh em hội ngộ cũng mình lại ta. Vườn cây cảnh sắc la đà, chim chiều tìm tổ, nhạn xa lối về. Quá hay. Quá hay. Hôm nay là ngày quá vui. Duyên tình anh em mình gặp gỡ. Vâng ạ, vâng ạ. Xin chào mọi người. Hai anh em chúng tôi là hai trường phái. Và gặp gỡ ngày hôm nay ở đây, tức là giao tình từ chiều đến bây giờ. Đây là hai nghệ sĩ. Hai trường phái. Một nghệ sĩ. Đứng trước một tác phẩm đẹp và được đẹp. Giao du với bác, lại được bác tặng. Nói tóm lại là đứng trước rất là nhiều. Đứng trước bất kỳ một cái gì gọi là đẹp. Vâng ạ. Đấy, là chúng ta được chiêm ngưỡng và chúng ta được thưởng thức. Vâng. Quý vị nhớ ủng hộ Khổng Tước Hạ Sơn nhá. Nhờ các nghệ nhân đây. Đây là một tác phẩm Khổng Tước Hạ Sơn của cháu Đạt. Triều Khúc Tân Triều Tân Triều. Đấy. Hôm nay là buổi giao lưu của tất cả anh em, một số anh em các nghệ nhân cây cảnh ở bên Đông Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Có cái gì không phải thì thứ lỗi cho Hoàng Đình Thiệp, cái phong cách riêng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.